Theo báo cáo của WB, kinh tế Ukraine trong năm 2022 sẽ giảm 45,1%, giảm sâu hơn so với mức dự báo từ 10 đến 35% mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra tháng trước. Trong khi đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga được dự báo giảm 11,2%. Cuộc xung đột cũng ảnh hưởng đến kinh tế khu vực, trong đó GDP của riêng các nước Đông Âu dự kiến sẽ giảm 30,7%, còn các nước mới nổi và đang phát triển ở châu Âu và Trung Á sẽ suy thoái 4,1%. Theo WB, cuộc xung đột ở Ukraine như cú sốc thứ hai giáng vào nền kinh tế khu vực, vốn đang bấp bênh do những tác động của đại dịch COVID-19. WB dự báo kinh tế khu vực châu Âu và Trung Á có thể giảm gần 9% trong năm 2022, nghiêm trọng hơn so với giai đoạn xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong đó, dự báo kinh tế Nga suy thoái 20%, trong khi Ukraine giảm 75% nếu cuộc xung đột tiếp tục leo thang. Gazprom xác nhận đã cung cấp khí đốt của Nga thông qua tuyến đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu, 79,6 triệu mét khối khí đốt trong ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, khối lượng khí đốt này ít hơn khoảng 1/3 mức đặt ra trong các đơn đặt hàng dài hạn trước đó, khoảng 109,5 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Trước đó, ngày 9 tháng 4, Gazprom đã cung cấp 78,3 triệu mét khối khí đốt theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu thông qua đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine. Cùng ngày 10 tháng 4, Ủy ban châu Âu EC cho biết có thể đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng hơn trong việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU đang tìm kiếm các nguồn nhập khẩu thay thế cho dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Theo đó, EU sẽ thúc đẩy sáng kiến Repower EU nhằm tăng tốc chuyển đổi năng lượng. Như vậy, tỷ lệ năng lượng tái tạo mục tiêu vào năm 2030 sẽ cao hơn so với mức đặt ra trước đó. Theo kế hoạch hiện tại, EU đặt mục tiêu nguồn năng lượng tái tạo chiếm 40% tổng lượng năng lượng tiêu thụ vào năm 2030. EC dự kiến sẽ đề xuất kế hoạch Repower EU vào tháng 5 tới về cách EU có thể từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga. Theo cảnh sát bang Iowa, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 1 giờ 27 phút rạng sáng mùng 10 tháng 4 theo giờ địa phương, tại một hộp đêm ở trung tâm thành phố Cedar Rapids, ở phía đông bang Iowa. Thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 150 người có mặt ở cơ sở giải trí này. Danh sách các nạn nhân vẫn chưa được công bố, song những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó để chữa trị. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song cảnh sát bang Iowa khẳng định hiện không có mối đe dọa nào với cộng đồng. Theo thông tin ban đầu, cảnh sát cho rằng đây là cuộc tấn công có chủ đích. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương chưa cho biết có bao nhiêu đối tượng tình nghi trong vụ nổ súng, và đến nay chưa có ai bị bắt giữ. Theo đề xuất, các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực có thể tìm các nguồn cung ngũ cốc thay thế thông qua việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng hoặc tìm kiếm lựa chọn khác tại thị trường nội địa hoặc những thị trường khác không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các chính phủ cũng có thể xả kho lương thực từ nguồn dự trữ trong nước để giảm bớt các tác động của cú sốc nguồn cung ngũ cốc đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, các nước cũng cần phân bổ ngân sách để giúp tăng sản lượng lương thực thông qua việc chi tiêu cho các thiết bị, hoạt động nghiên cứu và phát triển, cũng như cơ sở hạ tầng. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp có thể giảm lãng phí thực phẩm nhờ các chính sách đặt hàng và hệ thống làm lạnh tốt hơn. Gần 93 triệu cử tri Mexico được kêu gọi đi bỏ phiếu về việc có tán thành hay không việc Tổng thống López Obrador tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2024. Trước đó, Tổng thống López Obrador đã kêu gọi công dân tự do quyết định đường lối của đất nước và sẽ coi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý như một sự tái khẳng định sự ủng hộ của người dân đối với chính phủ. Nhà lãnh đạo Mexico cho biết, kể cả trong trường hợp số cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý không đạt 40% theo quy định của luật, ông cũng sẽ từ chức khi tỷ lệ người dân ủng hộ thấp. Sáng kiến trưng cầu dân ý về việc bãi nhiệm người đứng đầu chính phủ giữa nhiệm kỳ được thúc đẩy bởi Tổng thống López Obrador. Theo các kết quả khảo sát mới nhất, tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống López Obrador hiện ở trên mức 60%. Việt Hùng, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Mexico. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đã đi qua nửa chặng đường với kết quả vòng 1 không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích. Hai ứng cử viên gồm ông Emmanuel Macron, ứng cử viên độc lập theo tư tưởng trung dung, và bà Marine Le Pen, chủ tịch đảng cực hữu tập hợp quốc gia, đã cùng nhau tiếp bước vào vòng 2, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tới. Theo kết quả thống kê sơ bộ đến 0 giờ ngày 11 tháng 4, trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Pháp diễn ra hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 4, ứng cử viên Emmanuel Macron đã dẫn trước đối thủ của ông là bà Marine Le Pen với khoảng cách chênh lệch khá lớn.
với tỷ lệ phiếu bầu của ông Macron ước đạt từ 27,6% trong vòng đầu tiên và bà Le Pen 23%. Kết quả cho thấy hiệu suất của ông Macron dường như cao hơn dự đoán của các cuộc thăm dò dư luận trong thời gian chạy đua tới cuộc bỏ phiếu lần đầu. Theo dự kiến, ông Macron và bà Le Pen sẽ có 2 tuần để cho các cử tri thấy rõ ai là người xứng đáng đảm nhiệm vị trí Tổng thống Pháp. Đây sẽ là một thời điểm quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 4, khi hai ứng cử viên sẽ tham gia một cuộc tranh luận trên truyền hình được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Kết quả phiếu bầu vòng 1 hứa hẹn nhiều kịch tính và gay cấn cho vòng tiếp theo. Trong chính trị thì không thể loại trừ bất cứ điều gì và mọi sự bất ngờ đều có thể xảy ra. Tương lai của nước Pháp và phần nào tương lai của Liên minh châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của vòng 2 sẽ diễn ra trong 2 tuần tới. Từ nay đến lúc đó, cả hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục 48,7 triệu cử tri nước Pháp đi bỏ phiếu và ủng hộ cho mình. Thu Hà, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. Cô Gu Mingmin có 2 cậu con trai nhỏ. Cậu con trai thứ 2 được sinh ra chỉ ít thời gian sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách một con. Đối với gia đình cô, sinh người con thứ 2 là một quyết định cần nhiều dũng khí. Thành thật mà nói, nếu tính toán chi phí nuôi 2 đứa trẻ trước, chắc chắn vợ chồng tôi không dám nghĩ đến việc sinh con thứ 2. Vậy nuôi nấng một đứa trẻ tại Trung Quốc đắt đỏ như thế nào? Bỏ qua những chi phí cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều gia đình tại quốc gia đông dân nhất thế giới này cho rằng đầu tư cho giáo dục con cái có thể tốn cả gia tài. Đầu tư giáo dục cho con cái tại Trung Quốc không thực sự bắt đầu bằng học phí, mà bằng việc mua nhà. Tại Trung Quốc, nếu bạn muốn cho con học trường theo ý muốn, thì bạn phải sống ở cùng quận với ngôi trường đó. Tính riêng năm 2020, doanh số bán nhà tại những khu vực có nhiều trường học tốt nhất của thành phố Thượng Hải đã tăng khoảng 21%, giá mua nhà tại đây cũng tăng hơn 8%. Chúng tôi đã bán ngôi nhà cũ để chuyển đến khu vực này, tiện cho cháu đi học. Nhà nhỏ hơn nhưng đắt hơn rất nhiều. Sau phí nhà ở là đến học phí của các con. Với mong muốn cung cấp nền giáo dục tốt nhất cho con cái, nhiều gia đình tại Trung Quốc đã cho con theo học trường tư thục chất lượng cao. Học phí mẫu giáo của con trai đầu của tôi khoảng 7.700 đô la Mỹ, trong khi của đứa sau là 9.200 đô la Mỹ một năm. Đến khi cậu con trai đầu vào cấp 1 thì học phí khoảng 4.200 đô la Mỹ một kỳ. Môi trường cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc cũng khiến rất nhiều bậc phụ huynh cho con tham gia rất nhiều lớp học thêm. Ước tính thị trường học và dạy thêm tại đây đạt giá trị lên tới 86 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Cuối tuần chúng tôi có khoảng 10 lớp học mỗi tiếng và tổng từ 40 đến 50 lớp học mỗi ngày. Chi phí nuôi dạy trẻ lớn khiến nhiều người trẻ tại Trung Quốc không muốn sinh con. Khi nghĩ về chi phí sinh hoạt, nhà cửa, xe cộ, rồi chi phí y tế, chi phí học hành cho trẻ ngày một cao, tôi chưa dám nghĩ đến việc sinh con. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã giảm 18% vào năm 2020, xuống chỉ còn 12 triệu so với mức 14,65 triệu vào năm 2019. Các chuyên gia dự đoán, dân số Trung Quốc có thể giảm mạnh hơn nữa trong năm nay. Nếu nước này không cải thiện được tỷ lệ sinh, tình trạng dân số già sẽ tăng vọt, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ yếu và chậm hơn trong tương lai gần.